Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh theo khoản 1, điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo đó, hình phạt cho tội này là từ 6 tháng tới 3 năm tù. Vào đầu tháng 4 vừa qua, đoạn clip này đã xuất hiện trên mạng xã hội làm dư luận dậy sóng. Thế nhưng cho tới cuối tháng 4, khi đã quá thời hạn quy định, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 mới phê chuẩn quyết định khởi tố ông Linh. Những tình huống như thế này thì nên xử lý nghiêm minh để cho mình răn đe xã hội, để cho những tình huống sau nó không lặp lại nữa. Hành vi trong clip thể hiện rất rõ về việc chủ động và tấn công cháu bé rất nhanh, mà không cần phải hỏi ý kiến, không cần phải có cái thái độ lựng. Và cái việc mà xâm phạm đó cũng đã được ngay tại thời điểm đó được cư dân, được công an khu vực và người vi phạm, rồi gia đình bị hại lập biên bản. Theo cáo trạng, ông Linh được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.